Đối với cái danh lợi trong cuộc đời, những đứa cảm giác nó quá phù du quý vị. Đây là 100% luôn. Những đứa cảm giác nó không có gì là hứng thú cả. Những việc làm lợi ích cho chúng sanh, nhiều người biết đến, đây là chỗ chúng sanh được lợi ích. Nếu như cá nhân mà nói rằng để cầu danh lợi, chuyện này những đứa cảm giác không có gì là lý thú cả, không hứng thú đến nó. Thật sự ngày sáng những đứa gặp ba chị em một cô này và đi cùng với một người chồng, trong đó có một người chị có chồng đi theo chung. Khi gặp nhau, những đứa chưa từng biết tên tuổi họ, họ nghe những đứa giảng họ rất quý. Đúng là đi chương trình khiếm thị nhưng nghe lộn, đi ngay ngày mùng 6. Lên thì rất đủ duyên gặp những đức và có buổi nói chuyện với họ. Thấy từ xa họ nghe mình giảng, họ rất tâm đắc và rất an lạc, rất là vui. Họ cũng tôn vinh bản thân của những đức hoàn chỉnh và đặc biệt như thế nào thế nào. Trong lòng mình thì cứ ai với Đạo Phật. Vì sao? Vì trong cuộc đời này không có ai hoàn toàn hoàn chỉnh. Chắc chắn chúng ta là người tu hành, gọi là tu sửa. Sửa được nhiều thì tốt được nhiều, sửa ít thì tốt ít. Nhưng những cái bản thân mình có thể làm được thì cố gắng làm. Như cái việc hơn thua đấu đá tranh giành, những cái việc mà đấu tranh về khẩu nghiệp, những việc này nếu như một người siêng niệm Phật nhất định sẽ không bao giờ làm, không muốn làm. Con người đa phần là điều gì cái ngã quý vị, đa phần là điều gì cái ngã, cái ta của mình, cái mặt của mình. Nên bản thân của mình thường đi hơn thua đấu đá, chửi nhau, cho rằng là mình như vậy thì làm sao thua người khác, chửi người khác cho vừa bụng mình. Đã chửi người khác mà để cho mình được vui thì đúng là điều này quá ngây thơ, quá khờ dại. Khi chửi người khác là bản thân mình đã trúng độc rồi. Giống như ngước mặt lên trời phun nước miếng, nước miếng chưa đến trời đã văng vào mặt mình. Sắc ăn sắc, sắc ăn sắc. Người bị chửi thì cũng không chịu thua, cũng tìm mọi cách để chửi, đủ cách chữ này cách này cách nọ, đúng là đáng thương cho họ. Có những người dù biết Phật pháp cũng nghe giảng pháp thời gian rất lâu, nhưng những việc này là những việc cỏn con của người không hiểu đạo mà họ còn chưa dẹp được. Nếu như những người nghe những đức chia sẻ Phật pháp, những cái căn bản đơn giản này mà không dẹp được thì tệ quá. Buồn dặn người để trong tâm lâu, việc này những đức nhắc xuyên suốt. Và những đức thường khuyên đừng bao giờ đặt bản thân mình quá hoàn chỉnh vì một việc gì đó. Những đức cũng thường khuyên quý vị đừng nên đặt mình cao quá. Khi đặt mình cao quá, khi ai chửi la gầy mình sẽ đau lòng. Đừng nên đặt mình như vậy. Bản thân mình hãy cho mình có cái sai đi, để khi người ta nói mình, ta la, người ta gầy mình sẽ đỡ đau lòng, đỡ buồn. Như bản thân những đức còn bị chửi mà. Ai mà chúng ta trong cuộc đời không bị chửi? Phật cũng có người chửi. Khi Đức Phật còn tại thế, Đức Thích Ca Mâu Ni cũng bị ngoại đạo chửi. Mọi người đều có một góc độ. Như bản thân những đức nói, nhìn hình tròn chúng ta nhìn như vậy thì nó là tròn, nhưng nếu nhìn gì thì nó làm sao tròn? Thì suy nghĩ đi. Nên mỗi một con người có góc độ nhìn khác nhau. Hồi sáng như Đức gặp mấy cô nói, có khi thầy giảng những bài pháp ngắn hoặc người ta cắt những bài pháp ngắn, có nhiều người nghe không hiểu, họ lại nói thành thầy này kia, con thấy con bình luận.
Con kêu họ hãy đi đến chùa tìm hiểu cho rõ ràng, dễ hả? Thì Nhân Đức nói rằng mỗi một con người có ý nghĩ của họ, và bản thân của mình với họ nó cũng có nghiệp quan gia. Thương người thì thương cả lối đi, khi thương rồi thì như thế nào cũng thương cả, quý thích rồi thì như thế nào cũng quý thích, thương thì như thế nào cũng thương. Thì thương người thương cả lối đi, mà ghét người thì ghét cả tôn ti họ hàng. Đã ghét rồi thì người thân của người đó mình cũng ghét luôn. Trong cuộc đời này thương và ghét nó như trở bàn tay quý vị ơi. Thương đó rồi ghét đó, tôn trọng đó rồi phỉ báng đó, có hết chứ. Nên Nhận Đức mới nói rằng là danh lợi trong cuộc đời này nó quá phù du ảo ảnh. Chỉ có những người không hiểu thì chạy theo cái danh lợi như kẻ khờ buổi trưa đi bắt bóng, bắt không được bóng mà bị cái bóng nó quật nhặn chìm mình. Kẻ khờ buổi trưa trời nắng chang chang, mình đi trên đoạn đường đã là bóng của mình mà đi chụp cái bóng của mình, quý vị coi phải kẻ khờ. Danh lợi cũng như kẻ khờ đi bắt bóng, nó như là ảo ảnh trần gian. Nhưng bao nhiêu con người cũng vì nó mà thăng tàn ma dại, tạo bao nhiêu nghiệp chướng trong cuộc đời này. Đời đạo gì cũng có, cũng vì cái hình bóng giả tạm đó mà chạy lao theo nó. Thờ tiếng tâm lừng lẫy, khi mất tiếng tâm thì cũng tìm mọi cách để tăng trưởng tiếng tâm, đủ cách hết. Nhưng Đức thấy rằng mỗi ngày như Đức sống với các cụ già đó là điều bình yên nhất. Thí dụ như Đức qua lại mấy điểm chùa, nhiều người già, nhiều chúng. Nhưng Đức khi đến đạo tràng, bước vào chỗ dùng cơm với đại chúng, chúng vỗ tay gieo họ mừng rỡ. Đây cũng là một cái hư danh đó quý vị, đừng cho nó là thật. Bản thân của mình ai với Đà Phật nó cũng là hư danh mà thôi. Bản thân mình đừng bao giờ bị cái hư danh này buộc ràng lôi kéo. Những đức trong thâm tâm, những đức nghĩ mỗi điểm chùa những đức đều gầy dựng cho các anh em làm, và điều động viên họ nuôi người già là một việc làm ý nghĩa nhất của cuộc đời. Khuyên người niệm Phật là một việc làm vượt qua những ý nghĩa đó. Động viên họ, khuyên họ cố gắng làm việc này. Và một số anh em có khả năng nói chuyện về khuyên niệm Phật, nhưng Đức đều tạo điều kiện cho họ để chia sẻ pháp môn Tịnh Độ. Mong rằng sau này họ làm được đi. Nếu có nhân viên đặc biệt, những Đức chỉ mong ở được một nơi, khỏi cần phải đi đâu cả, cả đây qua Đại Tùng Lâm, qua đầu tràng kia. Họ làm được họ cứ làm đi. Bản thân chị Nhận Đức nếu có duyên ở bên hộ pháp, cứ ở một nơi ở trong khu công nghiệp này cũng được. Được rồi, mỗi ngày đem pháp môn Tịnh Độ giới thiệu, đây cũng đặc biệt rồi. Thứ bảy chủ nhật hướng dẫn vị tu, cả đời làm được điều này cũng cảm thấy quá mừng, rất là mừng. Không đòi hỏi gì cao xa nữa cả. Cuộc đời Nhận Đức mục tiêu đi tu, Nhận Đức cũng đâu có nghĩ ngày hôm nay được như vậy đâu. Hai bàn tay trắng bước chân vào đạo thì chúng ta trở lại trắng tay, điều đó cũng là việc dĩ nhiên. Cuộc đời chúng ta sanh đến cõi này, sanh ra cũng trần trụi, không có một miếng vải che thân. Thì khi chúng ta ra đi cũng mang theo được gì, điều này là xác thực. Nhận Đức cảm giác rất sâu sắc vì cái hư danh trong cuộc đời. Nhận Đức chui vào quan tài ngồi nói chuyện Phật pháp. Quý vị lâu lâu nên bật công đoạn chui vào quan tài đó mà nghe đi, để nhận thức cho nó sâu sắc. Vì cuộc đời giả tạm trong cõi đời này, nên chúng ta cần nghe pháp mỗi ngày là như vậy, để nhận thức được danh lợi là phù phiếm, là hư danh, để đừng bị nó lôi kéo buộc ràng. Hãy nhận thức cho nó sâu sắc.
Nhưng điều hơn thua đấu đá, nó như là một trò chơi của tam đồ ác đạo. Hơn thua đấu đá là một trò chơi của tam đồ ác đạo. Chúng ta gan cùng mình mới dám bước vào cuộc chơi hơn thua đấu đá. Hãy nhớ kỹ, hơn thua đấu đá, mắng chửi, bạo ngược, đó là trò chơi của tam đồ ác đạo. Quý vị gan cùng mình mới dám nhào vô cuộc chơi này. Người hiểu biết không ai đi nhào vô cuộc chơi này làm gì. Thật sự đấy. Con người những đức cũng sân si, cũng khó khăn, cũng bực dọc, cũng hỗn ẩu, cũng nhiều cái sai. Nói chuyện có khi cũng tục tiểu. Những đức dám nói những điều mình sai như vậy, vì sao? Vì mình không muốn đặt mình là một con người hoàn chỉnh. Vì mình đặt mình là một con người hoàn chỉnh, một ngày nào ai nói mình sẽ không chịu nổi. Mình sẽ tức giận lên. Ai nói tôi như thế nào cũng được, tôi vẫn luôn luôn có nụ cười. Tôi có niềm vui, đây là cái hạnh phúc nhất của tôi học Phật. Trong nhà Phật có câu nói rằng trước chưa độ mình làm sao độ người. Bản thân chúng ta phải được lợi ích. Thì ai nhìn đó cũng muốn học. Đặt vấn đề nặng nề làm gì. Nhiều sáng như Đức gặp một người mẹ dẫn một đứa con trai 18 tuổi. Đứa con trai 18 tuổi đang học 12. Đang bị trầm cảm giai đoạn 2 vậy đó. Trong tâm tư cứ nghĩ bản thân mình không có chỗ nào vướng víu được. Thất vọng bản thân. Rồi chán nản cuộc đời. Không có nơi nào vướng víu chứ. Ý nghĩ của chàng trai này, cứ suy nghĩ cái chết. Nhưng Đức nhìn thì tuy là con trai, nhưng tâm tính thì có khi còn thua một người nữ yếu đuối. Trong lòng như Đức ngồi như Đức suy nghĩ, đây là hạt giống yếu ớt, hạt giống không có gì có tiềm năng cả. Người mẹ này nói rằng, dạ thưa thầy, mỗi ngày con nghe pháp của thầy, con niệm Phật, con tu tập, con đều hồi hướng cho đứa con này, thành tâm thành ý hồi hướng cho đứa con này. Thì như Đức nói một câu rằng, đem một số của cải lớn bỏ vào cái túi bị lụt thì có giữ được hay không? Đem một lu nước mà chế vào một ly nước thì nước trong lu nước có đậu được hay không? Phải chi mà hiểu đạo thật sự thì bản thân mình cứ gầy dựng đi. Cả đứa con nhỏ này còn nói câu, con không cần mẹ lo, con không tin tưởng mẹ, con không quý mẹ. Người ta đã không cần mình, người ta đã bất cần mình, mình cần gì? Hãy nặng nề đặt vấn đề với họ. Nên nói câu đoạn này để cho tất cả người làm cha làm mẹ thương con phải có trí tuệ. Đứa con này hư hỏng đau khổ, chúng ta phải khóc vì nó càng tội tình thêm. Tại nó là một hạt giống hư. Chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta còn thương tâm hổ tâm vì nó thì nó càng tội nghiệp càng nặng thêm. Như một đứa con đến đòi nợ mình, nó còn rất là trẻ, như đứa bé bữa nay nè 23 tuổi, nó mất, gia đình chỉ đúng một thằng con trai mất đi. Như Đức nói với người làm cha làm mẹ, cố gắng nén đau thương. Vì càng đau lòng chừng nào thì càng tạo thêm nghiệp chứ. Vì sao? Vì sanh con nuôi con không lớn, chưa báo hiếu gì cho cha mẹ cả thì đã ra đi rồi. Đến đây để đòi nợ, đòi xong rồi đi. Chúng ta mọi người nên chấp nhận cái việc sinh ly tử biệt trong cuộc đời. Sanh được một đứa con trai 18 tuổi, tính tình yếu ớt, tự nhiên bị bệnh, lúc nào cũng nghĩ cái chết, cảm thấy thất vọng mọi mặt. Bây giờ con người, nhiều người bị bệnh tình này lắm, bị trầm cảm, không nói chuyện, suy nghĩ vu vơ, một lời nói hoài, ngồi lấy tay vuốt tóc vuốt lui hoài vậy đó. Con nít bây giờ bị bệnh gì nữa. Quý vị thấy xã hội càng phát triển thì lại có nhiều chứng bệnh lạ kỳ xuất hiện trong cuộc đời này, từ thức ăn, đồ đạc, vật chất, sống ảo tưởng, giết làm cho bộ não con người bị mất đi sự tự chủ, để dính vào những căn bệnh quan tưởng lạ kỳ. Thấy không? Một đời người uổng phí khi đến cõi này.
Nhìn có nhiều căn bệnh đến gặp Những Đức thấy lạ kỳ lắm. Những Đức nói, Những Đức là người khuyên người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Những Đức không phải là một ông thầy chữa bệnh. Nhớ kỹ. Bản thân Những Đức ngày xưa ngoài đời cũng bệnh tình nhiều. Bệnh gì? Bệnh tham sân si nặng nề. Những Đức chữa bệnh Những Đức bằng cách là Những Đức niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mình nghĩ mình tương lai là người ở thế giới cực lạc, nên niệm Phật là để mở tâm lượng rộng lớn ra. Những Đức chỉ có mở tâm lượng rộng lớn ra thôi. Đây là một phương pháp trị bệnh mình hay nhất. Con người chúng ta là do tâm lượng quá hẹp hòi, quá nhỏ bé, nên bản thân mình bị rất nhiều loại bệnh trong cuộc đời này. Câu thúc, nếu tâm lượng bị mở rộng thì loãng hết rồi. Thí dụ như nước sông, quý vị đổ một lu nước đục vào sông thì nước sông vẫn chốc. Còn nếu như biển cả mênh mông, quý vị có cho một dòng sông nước đục chảy vào thì biển nước vẫn là trong, vì nước biển quá nhiều. Tâm lượng quý vị quá hẹp hòi vì một phạm vi nhỏ, vì sẽ thường phiền não. Tu hành, niệm Phật lễ Phật, làm công đức, đi đổ vào một đứa con không có tiềm năng gì cả, thì làm sao điều chỉnh đứa con này? Đứa con hư hỏng, đứa con không có tâm lượng gì hết. Đem tất cả những việc tu hành, công sức tu tập, tạo phước duyên để đổ vào đứa con này, thua. Dù tu 100 năm cũng không có kết quả gì cả. Trong nhà Phật nói, trước chưa độ mình làm sao độ người. Bản thân mình phải là người dẫn đầu kia. Hạt giống hư này tâm lượng quá hẹp hòi, mà mình luôn luôn đem cái tâm mình dõi theo nó. Giống như cái bóng của đứa con hư, mà mình lại đi thui thủi đi theo. Nó lại là người dẫn đầu mình mà muốn độ nó. Chuyện này có không quý vị? Không đâu quý vị à. Chúng ta là người học Phật là có chủ trương về chính mình. Bản thân mình phải là người đứng vững chắc. Người ta thấy mình đứng vững chắc, người ta mới tấp đến mình. Bản thân mình mới có cơ hội cho họ dựa và dẫn họ đi. Mình là người học Phật, mình là người tỉnh táo, mà mình lại là người mê hoặc đắp vào. Họ là người kẻ mê hoặc chứ gì. Nên tu học không chuyển biến được, không có kết quả, là chính bản thân mình thiếu góc độ. Nếu như Đức đi học Phật mười mấy năm nay cũng như vậy, làm sao được cái gì? Nếu như học Phật mười mấy năm nay, những Đức cũng tấp vào người thân những Đức, anh chị những Đức, những người không có tiếp nhận Phật pháp, không học Phật được bao nhiêu, thì bản thân những Đức cũng được lợi ích gì đâu. Những Đức luôn luôn chủ trương về chính bản thân mình. Bản thân mình phải có sức mạnh, bản thân mình phải có đầy đủ, bản thân mình có tất cả, người ta mới có được cái lợi ích khi đến gần và tìm đến mình. Nếu như bản thân những Đức không có gì, độ được ai, nói được ai nghe? Quý vị nghèo sơ nghèo sát, không có gì, quý vị có nói hay cái nào, người ta cũng không nghe mình. Nên bản thân của mỗi người học Phật là tạo dựng lên cho mình, mới độ được người thân mình. Nên nhiều người làm cha làm mẹ, chúng ta tình thương bị mù quáng ngay cái chỗ nào, cứ tấp vào đứa con hư hỏng, để cho đứa con hư hỏng dẫn đường mình đi. Một con người đi vào con đường gai góc, họ đi trước, mình lại đi theo con đường gai góc. Chúng ta hay để cho họ đi vào con đường gây gốc, cho họ bị đâm đi. Họ thấy đau quá, họ thấy mình đi con đường quá bằng phẳng, họ mới quay đầu lại đi theo mình. Chúng ta không có cái chủ động này, nên bản thân chúng ta học Phật không có kết quả. Chúng ta nói người thân mà chúng ta phải thương, chúng ta lại mù quáng trong tình thương, thì hoàn toàn chúng ta thất bại. Từ khi những Đức học Phật tới giờ, những Đức cũng không đến nỗi mù quáng trong tình thương. Tuy thương người tâm lượng mở rộng, nhưng những Đức chưa bao giờ mù quáng trong tình thương. Kẻ đến người đi, kẻ còn người mất, đó là quy luật tự nhiên. Duyên hợp thì gặp, duyên hết thì xa. Nếu cảm thấy đó là những việc chúng ta làm là ý nghĩa tốt đẹp, thì đến với nhau kết duyên rất dễ. Còn nếu như cảm thấy không thích thú, thì chúng ta mỗi người đường ai nấy đi, chứ có gì đâu. Vì đến với cuộc đời này không có buổi tiệc vui nào mà không tàn. Không có cái gì mà tồn tại mãi mãi cả. Hiểu được những nguyên lý này, thì sống rất vui vẻ và tự tại, sẽ siêng năng niệm Phật. Nếu như người siêng năng niệm Phật, đặt tâm vào câu Phật hiệu, thì được Phật quang phủ chiếu bao trùm quý vị. Làm gì quý vị có cái việc ngu si, làm gì có cái việc tâm lượng hẹp hòi. Nhưng do chúng ta niệm Phật mà đặt tâm vào hẹp hòi, đặt tâm vào đố kỵ hơn thua, nên sanh ra những đố kỵ hơn thua. Hãy chi mình chăng thật niệm có Phật hiệu, thì tất cả những cái sự hơn thua đố kỵ hẹp hòi, ích kỷ nhỏ mọn nó tự tan biến.
Nhưng mình lại niệm Phật mà đặt tâm vào, đặt câu Phật hiệu vào, hơn thua đấu đá. Nên cuối cùng nó sanh ra hơn thua đấu đá. Nguyên lý nó là như vậy. Vì sao niệm Phật không có tâm lượng mở rộng? Vì chính quý vị đặt vào tâm hẹp hòi. Vì sao niệm Phật không sanh được phước duyên? Vì chính quý vị đặt tâm vào hẹp hòi, ích kỷ nhỏ mọn. Tâm lượng nhỏ làm sao phát triển lớn? Có Phật hiệu là giác ngộ, tâm lượng phải mở rộng ra, khoan dung tha thứ. Niệm niệm gì người thì quý vị niệm có Phật hiệu này, vô cùng thù thắng, vô cùng lợi ích lớn, 100% như vậy. Danh hiệu A Di Đà Phật còn một danh hiệu là vô lượng giác, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng quan hỷ, có nghĩa là vô lượng vui vẻ đó quý vị. Mình niệm Phật lại đặt vô cái buồn phiền thì làm sao vị có niềm vui? Phải chứ vị niệm Phật, chữ Phật là giác ngộ, vị giác ngộ thì vị sẽ thường vui. Bây giờ bao nhiêu con người bệnh, bao nhiêu con người chết đi chăng nữa, quý vị buồn thì được cái gì? Nếu như vị vui còn có cơ hội tỉnh táo để giúp họ. Giống như bây giờ một người té xuống giếng, quý vị cũng nhảy xuống giếng, ai cứu ai đây? Cho rằng đó là từ bi, đó là thương người, đây là mù quáng. Họ té xuống sông, mình nhảy xuống sông đi chìm luôn, ai cứu ai? Đó là nghĩa khí à. Người ta té xuống giếng, mình cũng nhảy xuống giếng để mình chết chung, đó là nghĩa khí à. Người ta trong lửa, mình cũng nhảy vào lửa để bị thiêu chung, đó là nghĩa khí à. Đây là anh hùng gươm, đây là thiếu hiểu biết. Người ta té xuống biển, mình đứng trên bờ biển mới kéo người ta sẽ vô được. Đưa một sợi dây ra, họ chụp dây thì kéo vô, họ không chụp dây thì thôi. Họ té xuống giếng, chúng ta thòng dây xuống kéo họ lên. Họ không nắm dây thì thôi. Nếu như chúng ta nhảy ra mà bơ mà kéo họ vô được, thì quý vị có khả năng đó thì cứ làm. Còn không có khả năng đó mà bị giam hãm, chìm chung, chết chung, thì việc này quý vị tự suy nghĩ. Từ bi phải có trí tuệ quý vị. Khi có góc độ này, quý vị sẽ luôn luôn có một cái tự chủ rõ ràng, xác thực, thì trong cuộc đời quý vị rất an vui, rất tự tại. Một ý nghĩ thiện tốt quý vị nên phát triển. Chỉ cần có ý nghĩ thiện, ý nghĩ tốt, thiện pháp tốt, quý vị luôn luôn chủ trương cái việc đó làm cho tốt, tâm trạng luôn luôn an lạc vui vẻ. Những cái không vừa lòng, không vừa ý, buồn phiền đem bỏ ra. Quý vị chỉ cần đem câu Phật hiệu để vào thì những việc đó sẽ bỏ ra được 100%. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, niệm lâu dài sẽ chuyển được phàm tâm. Khi bị nghe công đoạn này thì vị đi đâu cũng thích đeo máy niệm Phật và mình niệm Phật. Vì quang minh của Đức Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Những người niệm Phật thì quang minh của Đức Phật A Di Đà bao trùm họ. Tập khí có nặng nề cỡ nào, tâm phàm phu có nặng nề cỡ nào, thì niệm Phật vẫn tiêu được túc nghiệp, phải niệm lâu dài. Và niệm lâu dài cũng chuyển được cái tâm phàm phu. Tâm hơn thua đấu đá, tranh giành, tâm đố kỵ. Nhờ công đức niệm Phật, 100% sẽ hóa giải. Quý vị nhớ rằng, những đức từng chia sẻ Phật pháp nói rằng, mỗi một con người chúng ta đừng bao giờ đặt vấn đề hoàn chỉnh về bản thân mình hay bất cứ ai cả. Khi quý vị đặt cái tâm một người nào đó quá cao, quá thần thánh, quá hoàn chỉnh, thì quý vị sẽ chuốc thấy lấy, quý vị sẽ chuốc lấy cái thất vọng và phiền não khổ đau. Nhớ kỹ, vì trong cái cuộc đời này không ai hoàn toàn đúng và cũng không ai hoàn toàn sai. Chúng ta đừng bao giờ đem một phàm phu ở cõi đời này cho đó là thần thánh hoặc đó là một sự rất hoàn chỉnh. Họ được trên trung bình, họ làm những việc lợi ích tốt, những việc là làm của họ có ý nghĩa trong cuộc đời. Đó cũng là điều chúng ta đã rất mừng khi gặp được một người như vậy. Đừng bao giờ cho họ quá hoàn chỉnh và thần thánh gì quá đáng đối với họ. Tôn vinh họ cao quá.
Khi những đức gặp những người tôn vinh những đức quá cao, bản thân những đức sẽ nhắc nhở họ đừng tôn vinh tôi quá cao. Những gì tôi chia sẻ được lợi ích quý vị hãy cố gắng làm được lợi ích, bản thân quý vị sẽ được lợi ích. Còn trong cuộc đời này bao nhiêu sự thị phi, người nói này người nói kia người nói nọ, bữa nay mình tôn vinh một người này quá cao, ngày mai lỡ người này cái gì chúng ta sẽ thất vọng càng cao, té càng đau. Hãy chừa cho mình đường lui, đừng bao giờ đặt hết hy vọng vào một người nào đó để bản thân chúng ta không còn đường lui nữa quý vị. Hãy nhớ kỹ, đây là những điều chia sẻ rất chân thật, rất nhiệt tình. Còn con người thì ai cũng còn tâm của phàm phu. Ai cũng còn phàm tâm. Chuyện hơn thua đấu đá trong cuộc đời này nó là chuyện rất bình thường. Tại vì sao? Vì Phật nói rằng là đấu tranh kiên cố, hơn thua kiên cố, giành giật kiên cố. Đó là tâm của tam đồ ác đạo. Những con người người ta kiên cố vào chỗ đó, nên tam đồ ác đạo càng ngày càng mở rộng ra chứ đâu có thu hẹp. Nếu như con người không hơn thua đấu đá kiên cố thì tam đồ ác đạo thu hẹp lại. Nhưng con người lại là hơn thua đấu đá kiên cố, dù biết đó là đọa lạc tam đồ nhưng vẫn hơn thua đấu đá kiên cố. Nên tam đồ ác đạo càng ngày càng mở rộng ra, địa ngục càng ngày càng mở rộng ra từ cái tâm đó. Nên Phật nói rằng chúng sanh đấu tranh kiên cố, tranh giành kiên cố, hơn thua kiên cố, cứ cho mình là đúng, cứ nghĩ người khác là sai. Nên chúng ta là người nghe Pháp mỗi ngày niệm Phật, tự nhắc nhở mình thôi. Mỗi người có cách lý luận của họ. Có nhiều con người cứ cho rằng là chửi người khác là điều thích thú, hoặc tức một điều gì đó chửi người khác là điều thích thú. Có gì đâu là thích thú quý vị. Dù là mình chửi người giống như ném đá dấu tay không ai biết mình, thì bản thân mình vẫn tạo khẩu nghiệp, vẫn tạo điều ác. Mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc, thế giới cực lạc có hoa sen của mình, bản thân chúng ta lại làm cho cái hoa sen chúng ta bị tàn úa, tiêu rụi, là tại bản thân mình hủy diệt cái huệ mạng của mình. Người hiểu được nguyên lý này rồi, không ai dạy gì đi làm cái chuyện ném đá dấu tay, chửi người, mắng giết người, làm chi cho nó mệt. Chúng ta sanh trong cõi đời này tự tạo tội nghiệp, chứ đâu có hoàn chỉnh đâu. Nếu như hoàn chỉnh thì chúng ta sanh về thế giới của Phật rồi. Chúng ta đã sanh trong cõi đời này là chúng ta chưa hoàn chỉnh. Chúng ta rất may mắn gặp được pháp môn niệm Phật. Niệm Phật phát nguyện cầu sanh cực lạc. Điều này mình rất là mừng. Và mỗi ngày chúng ta được nghe Pháp. Nên những đức thường nói với hàng Phật tử rằng chúng ta có duyên gặp nhau trong cuộc đời này, chúng ta cố gắng. Nhưng đức cũng nỗ lực cố gắng hết lòng hết dạ, cực lực hết mình quý vị. Sáng nay qua chùa mới bên, đưa tiễn một bà cụ vãng sanh. Ngày mai bên hộ pháp đưa tiễn cái chú 23 tuổi lên đài hóa tang. Nên nhà đức nói cái tay nhà đức cứ ghinh quan tài suốt để nhắc nhở mình một ngày nào cũng vô đó nằm. Thì như đứa cũng vô đó nằm rồi. Nhiều người chúng ta cứ nghĩ rằng mình thời gian còn dài không à, mà cứ để thời gian trôi qua, cứ để thời gian cứ trôi qua vậy đấy. Nhưng đứa con ông huynh đệ, ông trẻ lắm, tầm khoảng 30 mấy tuổi, bệnh đau nặng, mổ đầy mình, đổ đạn, mổ đầy mình hết.
Vậy mà một số anh em cùng thờ cũng chưa nhìn ra. Ăn tổ ngày nay, hôm nay thấy người chết lòng ta thấy ngậm ngùi. Đời người ai cũng chết, ngày mai đến ta thôi. Hôm nay ai thấy người ta bệnh đau, lòng mình cũng phải nhìn nhận nhé. Tâm mình phải nhìn nhận nhé. Biết đâu ngày mai đến mình sao. Bản thân mình phải dụng công tu mỗi ngày, phải siêng niệm Phật. Dù mình còn trẻ vậy mà phải siêng niệm Phật. Nên những đức nói với hàng Phật tử, mình hộ trì tam bảo, mình cúng dường, mình phải nhìn nhận sâu sắc cái nơi có làm lợi ích cho chúng sanh xác thực, mình chung tay mình cùng làm. Như chương trình khiếm thị như đức tổ chức, những đức khuyên quý vị có tiền đổi ra tiền tặng người khiếm thị đi. Chuyến này cũng nhiều người đó, người ta đến chương trình này, chương trình đặc biệt nè. Chính tay bị làm bây giờ còn suy nghĩ lo âu gì nữa giờ. Mà đã tặng rồi thì đừng có suy nghĩ họ. Người này mù, người kia què, người kia còn sáng mắt. Ôi sao tôi để ý người này còn khỏe nha. Đừng có quan tâm chỗ này chi quý vị à. Đừng quan tâm chỗ này. Mình đã tặng thì tặng đi. Làm tặng đáy lòng mình đi. Thì đây là công đức vô lượng. Mình đã giúp người ta thì giúp người ta đi. Cái người chắc chắn phải có hoàn cảnh khổ gì mới ngồi trong chương trình khiếm thị, dù là còn khỏe. Bây giờ những đức hỏi quý vị, quý vị có thể vào trong cái người khiếm thị đó, vì là người khỏe mà quý vị giả trang mình là người mù què quặt để ngồi trong đó để quý vị nhận tiền được không? Nếu như quý vị đầy đủ vô đó ngồi nổi không? Vì ngồi nổi vì cũng ghen. Vì cái đồng tiền này là người ta cho người khiếm thị khiếm thật, mình lành lặn có thể làm ra cơm ăn áo bạn được, thì mình vô đó mình nhận làm gì? Mình nhận là bản thân mình sẽ có lỗi, mà người ta chịu ngồi trong đó vậy bản thân chúng ta khỏi cần suy nghĩ nữa. Nên cái chương trình mình đã đưa lên tổ chức làm tặng đáy lòng, chọn hết bổn phận thành bại tùy duyên, hết lòng hết dạ. Nên những đức thường nêu lên những người có điều kiện tu phước tu duyên. Người xưa nói ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn. Mình là ông bà cha mẹ có điều kiện gây dựng cái đức, cái phước đức quý vị. Đây là tạo cái mình cầm theo được. Sao 7.000 người khiếm thị, khiếm tật, người nghèo đến chùa ngay ngày mùng 9, bữa nay mùng 6 rồi. Ngày âm lịch nay mùng 6, còn 3 ngày nữa. Người trong chùa ai cũng nhiệt tình hết mình, Phật tử nhiều người háo hức nhiệt tình hết mình. Những đức bữa chủ nhật nói một câu, dù mình không có tiền tặng người ta, nhưng nắm tay dẫn người ta đi vào chánh điện, dẫn người ta lại chỗ ngồi, dẫn người ta ra xe, cũng là một hành động tình thương mến thương. Con người thương con người, lá lành đùm lá rách. Cứ làm tặng đáy lòng mình thôi quý vị. Bố thí cúng dường có nội tài ngoại tài. Nội tài là bản thân chúng ta dùng sức khỏe để phục vụ chúng sanh là nội tài bố thí. Ngoại tài là tiền bạc vật chất, mình có điều kiện giúp đỡ cho người ta, chén cơm manh áo, niệm một câu Phật hiệu giúp người ta. Khi bị tặng tiền, người trưởng ban bố trí sắp xếp đàng hoàng. Khi đưa tiền cho người ta, tặng tiền thì tặng tiền cái A Di Đà Phật, tặng tiền cái A Di Đà Phật, tặng tiền cái A Di Đà Phật. Mình là người niệm Phật, mình mua đồ, mình thối tiền, mình chào người bằng A Di Đà Phật. Thì trong tài thí nó có pháp thí luôn quý vị, rất thù thắng. Mình làm bằng một cái tâm hoan hỷ vui vẻ. Khi tặng đồ người ta không phải là liền đồ, mà là tặng bằng tấm lòng của mình. Thà mình chậm mà chắc để giữ được công đức phước duyên, còn hơn là phá vỡ hết, làm dục chạc, làm ẩu tả,
tặng cho người ta liền đồ đạc đưa người ta liền. Nên như Đức nói cái của tam bảo mình ăn uống cũng gì, không có được ngồi mà liền tới liền lui cái của tam bảo. Đã nói là của tam bảo mình phải có tâm thành kính, thì đó là đại công đức phước duyên khi mình được dùng của tam bảo. Khi những Đức mà ngồi ăn với các cô, các chú, các thầy rồi, những Đức đi nói câu mình phải cung kính cái của tam bảo, chứ không phải đồ ăn của tam bảo mà vứt liền đâu, cầm đầu bên này liền của bên kia đâu. Nhưng Đức ngồi, như Đức nhìn trong lòng, như Đức không có vừa bụng người gì, quý vị cũng tổn duyên tổn phước quý vị rồi đó. Nên mình phải có tâm thành kính. Cái lễ đơn giản đó, mình phải có tâm thành kính. Khi ăn uống vui là vui, nhưng mà tuyệt đối không có lấy đồ ăn đi đùa cợt. Đồ ăn là của tam bảo, không có được lấy đồ ăn đùa cợt. Có một cái cô kia, cô ngồi cô ăn, cô lấy cái miếng rong biển màu đen, cô dán cô làm rau. Như Đức nói cô không hiểu gì hết, đây là của tam bảo, dù mình vui mình ăn uống nhưng mà mình phải có tâm thành kính cái của chúng sanh cúng dường, chứ không phải được mà tùy tiện đùa cợt đối với của tam bảo đâu. Nên mình là Phật tử đi đến chùa, mình dùng một miếng gì trong của tam bảo cũng là phước duyên, từ cái tâm thành kính mình mà sanh phước duyên. Còn nếu mình ăn mà mình chê khen khinh nhờn thì thất bại, nên kẹt chẳng đã trên chánh điện. Khi chặt chội thì sao? Mình mới ngồi trên chánh điện mình ăn một cái gì, chứ người bình thường lúc không có chặt chội mà đem đồ ăn lên chánh điện ngồi ăn bị gan cùng mình, gan quá. Lên chánh điện ngồi ăn nghiêu ngao. Bây giờ quý vị, Như Đức hỏi quý vị này, Như Đức ngồi đang gì nè? Quý vị ngồi trước mặt Như Đức, quý vị ăn uống, Như Đức đang giảng pháp gì? Như Đức đang ngồi niệm Phật gì? Như Đức đang ngồi niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vì ngồi ngay trước mặt Như Đức, vì ăn vì có đùa cợt được không? Vì làm được điều đó vì cũng hơi gan. Từ khi Như Đức đang ngồi ăn thì bị ngồi ăn. Còn bây giờ Như Đức đang ngồi niệm Phật hay đang ngồi giảng pháp, vì dám ngồi trước mặt Như Đức ăn uống không? Cái người này từ khi là cái người không hiểu biết, không hiểu biết gì hết, không chi tượng Phật Bồ Tát đứng ngồi chứ bàn thờ. Mình ngồi trước Phật Bồ Tát mình ăn uống nghiêu ngao mình nói chuyện, hoặc là ngồi trên chánh điện nói chuyện đưa chứng đưa cặn, những Đức nói bị gan cùng mình. Một thờ tu quý vị không biết có được cái giữ được cái gì không, mắt sạch. Nên á, càng nghe pháp quan trọng là gì sao? Vì nghe để hiểu được cái giữ công đức phước duyên. Không khéo tạo thì tưởng đâu nhiều, nhưng đậu không có bao nhiêu. Giống như nguyên một cái thúng lúa mà toàn là lúa lép không, nguyên một cái mảnh đất mà toàn là cỏ không. Nên mình phải càng nghe như vậy để nhắc nhở mình, để tu tập làm sao để giữ được phước duyên. Từ cái tâm thành kính mà ra, từ cái tâm thành kính. Như Đức hỏi vị, thà quý vị làm ăn, quý vị làm ít mà được thịnh, còn hơn làm nhiều mà không được gì, đúng không? Đó, nên mình là người tu tập phải ngồi bình tĩnh suy nghĩ lại những gì thầy giảng thiết cho mình nghe. Từ cái cuộc sống hàng ngày, từ ngồi nằm mình phải đàng hoàng. Mình là người phụ nữ mà, ngồi nó phải coi trước coi sau, nằm coi trước coi sau, chứ không phải là tùy tiện thí đại. Ăn uống cũng gì, mình là người phụ nữ nó khác đàn ông. Đàn ông cái phước duyên người ta ít ai phê bình nói người ta, nhưng người phụ nữ mình người ta dễ nhìn ngó ta nói mình. Ta nói tam tùng tứ đức phụ nữ phải tiếp nhận. Nói tóm lại là cái lễ phép người phụ nữ phải được học. Mình nghe rồi, mình hiểu rồi, mang tâm cung kính, mình nhìn nhận sâu sắc, thì bản thân chúng ta cũng giữ được phước duyên. Trước ngôi tam bảo chia sẻ Phật pháp, chúng ta vui vẻ, chúng ta cười được. Nhưng mà trước ngôi tam bảo mình ngồi nghiêu ngao nói chuyện tầm bậy tầm bạ, đưa chân đưa khẳng trước Phật Bồ Tát, nằm nghiêng nằm ngã rất kỳ cục. Nên những ngày chủ nhật
khi ở lại tu buổi trưa, những đức bố trí nhân sự toàn bộ, chúng ta phải đi lên vị trí mà nhân sự chỉ điểm, ngủ xong rồi xuống chánh điện mà tu, không có được nằm nghiêng nằm ngã trong chánh điện nữa. Mình đi đến nơi nào mình phải biết chấp hành quy củ nữa đó, để cái hình ảnh ngôi Tam Bảo được trang nghiêm. Nên Nhật Đức nói bây giờ chia sẻ Phật pháp xong, Nhật Đức đi ra cúng tế thực phóng sanh xong là bật cái loa niệm Phật lên cho lớn, chánh điện sắp xếp niệm, đóng cửa lên hết. Người ở lại đều lên trên khu nhà ăn, phía trên có quạt gió đàng hoàng, nằm ngủ xong hạ xuống vô chánh điện tu, phải sắp cho đàng hoàng. Còn giờ mỗi tuần thứ bảy nữ hoàn toàn ngủ trên nhà ăn, nam ngủ vị trí khác, rõ ràng phân tách ra. Quý vị hộ trì những đức người tay thì ngôi Tam Bảo mình càng ngày càng tốt nhớ. Nên pháp môn tịnh độ này là pháp môn đặc biệt thù thắng. Mình niệm một câu Phật hiệu, mình áp dụng câu Phật hiệu trong cuộc sống của mình. Niệm câu Phật hiệu với tâm lượng mở rộng ra, niệm niệm nghĩ gì người. Mỗi một cái chương trình những đức tổ chức hoàn toàn là niệm niệm vì chúng sanh. Quý vị coi như chương trình khiếm thị này phải hoàn toàn vì chúng sanh không? Quý vị đến, quý vị ngồi, quý vị đứng, quý vị ngồi nhìn, suy nghĩ đi. Ồ ông thầy này ông rủ bao nhiêu con người này gì, bằng người khiếm thị, người tạc nguyền, người nghèo này, ông kiếm chắc tiền bạc gì? Vì ngồi, vì suy nghĩ đi. Cuộc đời con người chúng ta đâu phải cái gì cũng tiền không đâu quý vị. Sanh không mang đến và chết không mang đi, tranh giành làm chi, khổ càng thêm khổ. Có phước thì có phần, không cần nó cũng đến. Không có phước không có phần, rồi có giật giành cũng mang tai họa mà thôi. Nên phải nhận thức cho thật là sâu sắc. Nên Nhà Đức nói rằng học Phật cũng có những người họ cũng làm sai, và có nhiều người cũng nỗ lực đem Phật pháp giới thiệu. Nên Nhà Đức nói rằng là giáo pháp của Đức Thế Tôn truyền tải từ mỗi người chúng ta mà cùng làm. Nhớ, mọi người chúng ta cùng làm như này để đem giáo pháp Đức Thế Tôn truyền tải. Cảm ơn Phật Bồ Tát, y giáo tu hành cúng dường là như vậy. Tạo các mà mình cầm theo được, nhiệt tình hết mình. Mình còn dịp Tết có khó khăn gì, còn cũng có điều kiện sống chút đỉnh. Nhiều người khiếm thị, người khiếm tật, người nghèo này, dịp Tết hôm nay họ sẽ rất là khổ. Người sáng mắt đây mà còn thất nghiệp và khổ kìa. Bây giờ mà mở lên cái kinh doanh này kia đồ, từ khi quý vị có phước. Chứ những đức nói đa phần làm ăn kinh doanh gì không phát triển nổi. Nên những đức thường nói với một số vị, đối với ngôi Tam Bảo mình quý vị phải chắn thật. Tại vì những đức quá nhiệt tình hết mình vì chúng sanh. Nếu ai mà người ta thấy mình dễ dĩ quá mà người ta dựa vào để người ta kiếm vật chất thì người ta tiêu đời người ta. Một cái nơi người ta niệm niệm lợi ích cho chúng sanh, còn bản thân mình thì nương dựa vào để kiếm vật chất bằng một cái tâm không đúng đắn thì thua rồi. Nên những đức nói mình buôn bán gì cho Tam Bảo, nhất là những ngôi chùa của mình, bản thân mình phải làm cho đúng. Dù là làm có lời nhưng phải làm cho thật, làm cho đúng. Cái việc này những đức nói, những đức có trách quý vị. Buôn bán thì phải có lời, nhưng quý vị phải làm cho đàng hoàng, đừng có làm những điều giả dối, vì cái lợi ích mà cái quả rất là lớn. Phải nhớ kỹ, càng thật. Nên mỗi người phải nhận thức cho sâu sắc. Giống như Đức đã từng kể một người này, làm việc cho Tam Bảo, đi phục vụ đại chúng trong chùa và những cái phương tiện sử dụng. Ban đầu ông làm, ông thấy vì tiện lợi nắm chắc à. Ông về ông làm thiết là nhanh, để có sản phẩm ra, để có lời liền. Ban đầu thì làm được, về sau ông làm giả dối, ông làm tứ tung lang tang, làm hư quá trời hư luôn, làm hư tứ tung lang tang.
Đúng là chưa được bao lâu đoạn duyên tam bảo luôn. Đoạn duyên tam bảo luôn quý vị. Vì thế không? Nên những đức nói Phật tử mình phải hướng dẫn cho đàng hoàng, hướng dẫn cho rõ ràng, hiểu biết. Tại vì cái nơi này đây quá nhiệt tình vì chúng sanh, nhiệt tình hết lòng vì chúng sanh. Mà mình chỉ cần bỏ một cái tâm không đúng vô thì nó phản ngược lên mình lớn, lớn dữ lắm. Tiêu sạch phước duyên. Đối với tam bảo mình cúng dường bằng tâm chân thành chân thật thì công đức cũng vô lượng. Nhưng phải coi cái chỗ đó người ta có làm Phật sự hay không. Còn cái nơi đang không ngồi rồi không làm gì hết chân thì vì cúng làm gì. Nên tại sao người ta gặp những đức ta cúng dường vì những đức làm việc chân thật xác thực cho người ta thấy. Làm tặng đáy lòng. Tượng Phật bây giờ mỗi tuần những đức đặt 100 bộ tượng Phật. Nên mỗi lần ai cúng dường những đức nó để làm tượng Phật tặng cho người ta, cúng dường cho người ta về thờ. Chân thật làm xác thực, quý vị thấy rõ ràng không? Ai mà không thấy. Nên từ nơi đó người ta mới tin mình chứ. Tại sao người ta không tin mình? Vì mình không làm. Mình đòi muốn làm cái lớn không mà cái nhỏ mình không chịu gầy dựng. Sao có cái lớn? Nên những điều những đức chia sẻ đây quý vị nhớ, đối với môn tịnh độ này, chúng ta gầy dựng tín nguyện tu là đúng mùa rồi. Phải chân thật cố gắng hành trì niệm Phật, siêng năng niệm Phật, tinh tấn niệm Phật. Người siêng năng niệm Phật là người có vô lượng châu báu. Người giải đãi niệm Phật là người mất đi vô lượng phước duyên. Hãy cố gắng mà niệm Phật, siêng năng niệm Phật, gầy dựng tín nguyện cả đời niệm Phật không thối tâm. Khi bỏ báo tháng này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.